Vâng, mời các bác quay trở lại với kênh xe đạp của em trên YouTube nhé. Trước màn hình các bác là một siêu phẩm Canon đều một thụt. Đây là một chiếc MTB, một chiếc xe Made in USA nha các bác. Con này sản xuất tại Mỹ và xuất sang thị trường Nhật tiêu thụ nhá. Con này là em đánh giá độ nguyên zin đét rất cao. Đấy, bên em về chỉ thay lắp thêm, trang bị thêm cho chiếc xe này một cặp rè trước rè sau thôi, đi để chắn bùn, đi trời mưa. Còn lại nó cực chất, một chiếc Canon đều một thụt nha các bác. Sóc trước một thụt. Mang mã số là 966 nhá. E966 các bác nhớ này. Đó. Màu của xe là màu xanh rêu rất đẹp. Màu xanh rêu rất đẹp luôn, tem chữ màu vàng Canon đều, còn nguyên zin hết. Xe chạy 3 tầng đĩa và 8 tầng lip với bộ group cấu hình của nó cực cao là của Shimano đều rê, cũng như cặp Meyer trước sau của nó cũng đều rê luôn nhá. Các bác đang xem video vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để follow theo dõi những mẫu xe mới nhất em đăng liên tục hàng ngày để các bác lựa chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhá. Và sau đây em sẽ tổng quan chiếc Canon đều một thụt này cho các bác xem. Con này nó là khung sườn của nó, khung sườn nhôm mài nhá. Đấy, một hệ nhôm mài cao cấp đặc sắc của Canon đều với hệ nhôm FI rất cao. Màu của nó là màu vàng, màu xanh rêu. Đấy, màu xanh rêu rất đẹp. Màu rêu đấy, chính xác là màu rêu. Con này các bác lên cấu hình chiều cao cho em từ 1m60 đến 1m75 đi ok nhá. 1m60 đến 1m75. Một thụt phía trước đây. Sóc trước là sóc đơn một thụt. Ngay chính giữa cái khung và cổ phót dọc xuống. Càng chịu lực của nó đây. Mọi thứ nguyên zin rất đẹp với tay lái cánh én này. Tay lái cánh én này. Bộ bấm xả của Shimano và tay phanh nó ăn một cụm này. Rất đẹp nha các bác. Ngoài các bác xem tổng quan ra thì các bác vào mua xe em sẽ gửi cho các bác đầy đủ bộ ảnh cấu hình chi tiết để các bác xem nhé. Con này độ chất cực cao luôn rồi. Mời các bác xem chi tiết cấu hình của nó này. Đấy, cọc in nguyên zin của nó này. Cọc in và in đang còn nguyên zin từ bên Nhật nhé. Rè thì là đương nhiên rè là bên em trang bị về nhà trang bị thêm rồi. Rè nhựa đàn hồi. Phanh là phanh của nguyên zin của nó luôn rồi. Phanh càng chữ V hai mảnh. Phanh nguyên zin theo xe. Phanh của Tax. Lốp xe đây. Lốp xe này em xem này. Lốp của Kenda. Lốp của Kenda luôn nhá. Thông số bánh lốp của nó là 26 x 1.95. Vành nhôm nguyên zin. Vành này vành vòng khuyên luôn. Đan hoa thì là inox chân đồng. Đấy. Chân vành của nó có vòng trang trí ở như chân đàn hoa đây, rất đẹp. Group cùi đè của Shimano đều rê XT nha các bác. Đè gạt đĩa thì nó đồng bộ rồi. Đấy, xe chạy 3 tầng đĩa và 8 tầng lip. Lip của Shimano luôn này các bác này. Mai sau cũng là cửa đều rê luôn, Shimano đều rê luôn. Càng sau của nó là đuôi càng có một chiếc đèn phản quang màu đỏ đây, còn nguyên zin luôn. Khung sườn nhôm này, để nhôm cao cấp của Canon đều. À, nhôm mài nha các bác. Nhôm mài nhá. Mài rất bằng cho cái này đường nét của các đóng luôn nha các bác. Bản xe của nó đây. Chữ rất khó đọc các bạn. Coupe 900. Đấy, ngoài ra là còn có tem của Canon đều nữa này. Thì không đứng của xe này. Made in USA nhá. Made in USA. Phía trên lát này em gọi cho bác thấy tem bên tem xốp Nhật này, tem thông số kỹ thuật này. Giới thiệu về xe về Nhật dán này. Con này đùi đĩa của nó còn nguyên zin luôn này, nhôm đặc nhôm nguyên khối nha các bác. Đang còn có số khắc trên mặt sau của đùi đấy, đùi nhôm nguyên khối. Cả ba chấu của nó cũng là nguyên khối đặc dày này, đùi đĩa 3 tầng đĩa này, 8 tầng lip này, sên lip đều còn thực chất của Shimano luôn, còn rất đẹp các bác. Đó. Thực chất
Con này thì nó có tai vòng xiết khóa của cọc in nhá. Dạng MTB độc lạ. Khung của nó đây. Khung ngang này, vát chéo đứng này. Trên mặt của khung là trang trí cờ Mỹ này. Đề là Make in USA này các bác. Với cấu hình của chiếc hồ tàng bản rụt cực kỳ chất, rất đẹp đấy các bác. Hình quả chám một số thông số của nó đây, nắp chụp của con xe này đây, nó là nắp vặn để chỉnh sóc luôn nha các bác, nắp vặn chỉnh sóc luôn, một thụt phía trước, mặt nạ đặc đây, nguyên zin, ghi đồng cổ tàng nguyên zin luôn, auto các bác ạ. Tay cánh én, bộ bấm xả ăn một cụm, 3 tầng đĩa và 8 tầng líp. Tay nắm thì cao su, đen và màu vi xám lông chuột, chung của Nhật, chung zin theo nó luôn. Hệ thống dây là dây màu vàng, dây của Nhật luôn. Đi nổi nha các bác. Phanh trước cũng là phanh càng chỉ V, start. Càng nhôm mạ luôn các bác, sáng choang luôn. Càng trước của xe này, càng nguyên zin luôn. Cũng là càng nhôm mài nha các bác, cũng là càng nhôm mài luôn. Tuy nhiên là nhôm với cặp càng nhôm mài ok, chắc chắn luôn, chất lượng luôn các bác. Bánh trước của xe này, khóa kỳ bật khá lắp nhanh, chụp rỗng luôn. Mirror trước cũng là mirror của Shimano DOG luôn, đồng bộ với mirror sau. Bánh trước, lốp trước thì có cấu hình lốp của Kenda. Thông số là 26 x 1.95 nhá. Vành nhôm hai lớp. Đàn hoa thì là inox chân đồng. Đàn hoa của nó là inox chân đồng. Cực kỳ chất rồi. Logo của Canon đều chữ C này các bác này, mặt trước của khung nhá. Bộ khung sườn của con này thì mê mẫn luôn. Trục giữa có xe thì chạy bi mặc đạm. Bùng nhôm nguyên khối. Pedal của nó là pedal nguyên zin luôn, giọng nhôm nhá. Em đang cột ở như trên chiếc gọng nước đây, gọng nước của nó đây. Gọng nước của nó là gọng nhôm sơn tĩnh điện màu đen, gọng nước nguyên zin luôn. Chân trống cũng nguyên zin luôn các bác. Chân trống nguyên zin của nó luôn. Khóa hồng tháo lắp nhanh của bánh sau này. Đang còn này. Con này là nói là dòng địa hình cao cấp rồi. Sóc trước một thụt. Đi như vậy rất êm nha các bác. Đa phần cái dạng sóc là hai thụt, tuy nhiên con này nó một thụt nhưng vẫn chịu lực rất cao. Canon đều nó còn sản xuất cả xe có một càng phía trước đây. Nhưng mà đi vẫn rất cân xe nha các bác. Nói chung nó thực hiện các cái kỹ thuật rất cao, khí động học để làm sao cho nó cân bằng xe thì các bác đi xe. Để cả một càng nhưng mà nó vẫn cực kỳ chất rồi. Con này E966 nhá. Em bán giao lưu với các bác là giá là 16 triệu đồng các bác. 16 triệu đồng đã bao gồm phí ship nhá. Các bác ưng thì ok alo cho em nhá. Theo số điện thoại em ghi ở phía trên góc trái của màn hình. Đấy, ngoài ra các bác mua xe em sẽ tặng kèm phụ kiện cho các bác. Đấy, ví dụ như là đèn LED đi ban đêm hoặc là bình nước nhá. 16 triệu đồng đã bao gồm phí ship, khung nhôm mài, cấu hình cực cao của điều đây. Bác nhớ đón xem các mẫu xe tiếp theo lên sóng liên tục cho các bác xem nhé. Hôm qua, tối qua mới về, rất nhiều dòng xe. Rất nhiều con BNG cực chất. Có những con BNG 2 sóc, rất chất luôn các bác.